Ok, xin chào các bạn, xin chào mọi người. Ở buổi tối hôm nay thì mình cùng làm một cái video có hướng dẫn cho mọi người về cái thị trường ở thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ chú ý những cái vấn đề gì ở thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ điểm qua thị trường ở thời điểm hiện tại một chút. Thứ nhất thì thế giới hiện tại thì phiên hôm nay thì hầu hết cả cái sàn cổ phiếu của châu Á đều giảm, trong đó có Nikkei, có Hang Seng. Giá vàng thì cũng đang ở một cái trạng thái cân bằng, được chưa? Nó vừa loanh quanh ở mức này một đang khá là lâu rồi. Và giá dầu, một số bạn có hỏi mình về giá dầu thì mình cũng ở một cái góc độ nào đó thì mình vẫn nghĩ rằng là giá dầu nó phải sẽ còn tiếp tục giảm. Cả cái dự báo của cả chuyên gia thì họ còn cho rằng là cái giá dầu nó có thể rơi về khoảng tầm 10 đô một thùng. Thì cái này nó có đúng hay không thì chúng ta phải đợi vào vấn đề về thời gian. Nhưng mà cái nhu cầu về giá vàng, giá giá dầu, nhu cầu về dầu ở thời điểm hiện tại nó không lớn nữa. Đấy, hôm nay cả cái sàn châu Á đều giảm giảm điểm tương đối mạnh. Nhưng mà các bạn có thể sử dụng cái bảng giá của VPN để các bạn xem thì ở trên này nó sẽ có cái chỉ số nước ngoài đấy, giống như Dow Jones, Shanghai, Hang Seng, Nikkei chẳng hạn, vàng đấy, thì rất nhiều các chỉ số của thế giới. Cái thứ hai nữa là các bạn chú ý ở những cái thời điểm hiện tại. Hôm nay thì cả cái cổ phiếu ngân hàng giảm tương đối mạnh, trong đó có gì ạ? Có CTG, có MBB, MBB cũng giảm khá là mạnh. MBB thì hôm nay chúng ta có bài báo về khả năng nợ xấu sẽ tăng đấy, thì nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều. Techcombank rồi STB cũng giảm mạnh, VPBank. Có một cái điều chắc chắn ở thời điểm sắp tới đây thì cả cái nợ xấu của ngân hàng sẽ tăng rất là mạnh. Đó là điều chắc chắn chứ không phải là chúng ta cứ dự đoán đâu, nó tăng mạnh đấy. Thứ nhất là nó liên quan đến cả cái vấn đề về doanh nghiệp nó không có khả năng trả nợ, mất khả năng thanh toán. Cái vấn đề thứ hai nữa là các khoản vay tiêu dùng là cực kỳ rủi ro ở giai đoạn tới, với gần như chúng ta biết là cái tỷ lệ thất nghiệp ở giai đoạn tới nó sẽ rất là cao. Hôm nay thì cũng có một số các cái thông báo, một số các cái bài báo nói về thế giới xảy ra khủng hoảng. Thực ra thì nó đã khủng hoảng một thời gian rồi, tức là nó khủng hoảng từ cuối năm 2009 là nó bắt đầu có những cái dấu hiệu về khủng hoảng này, chứ không phải là đến cái thời điểm hiện tại. Thì cái nơi mà nó xảy ra khủng hoảng đầu tiên nó sẽ là châu Âu đấy. Thì các bạn sẽ chú ý các media, các bạn theo dõi các chỉ số tài chính thì các bạn sẽ biết được rằng sắp tới châu Âu sẽ là nước xảy ra khủng hoảng đầu tiên, chứ không phải là Trung Quốc nhé. Đấy, sau đó nó sẽ kéo theo các cái hệ lụy đến các cái châu lục khác giống như châu Mỹ hoặc là châu Á chẳng hạn. Ngoài ra các cái nước châu Á cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn, trong đó có các cái nước Đông Á giống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Đấy, các nước đang phát triển giống như Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì nó sẽ có một cái hiện tượng là rút vốn của đối với các thị trường mới nổi. Thì đấy cũng là một trong những cái yếu tố mà chúng ta cần phải chú ý đặc biệt trong cái giai đoạn tới. Ở một số người hỏi hỏi mình thì nó đã đáy chưa, thị trường đáy chưa. Thì cái thứ nhất là các bạn nếu như thằng nào mình tư vấn cho các bạn mua vào khi thị trường giảm ấy, thì bạn nên nghỉ chơi về thằng đó. Bởi vì sao? Bởi vì về bản chất là cổ phiếu không quan trọng về rẻ hay đắt, mà quan trọng là các bạn mua nó phải lên đấy. Thì ở thời điểm hiện tại thì các bạn mua chắc chắn nó sẽ xuống. Thì các bạn có bắt ở đâu các bạn lỗ thôi. Đây là một cái rất là quan trọng. Khi mà thị trường xuống, cổ phiếu xuống thì sẽ rất lâu nữa nó mới lên lại. Thế nó có một cái xảy ra một cái trường hợp là nó sẽ có một cái nhịp hồi. Thường thường nó sẽ hồi được khoảng tầm 30 đến 40% đối với hầu hết các cổ phiếu. Thì nó ở giai đoạn này nó cũng chưa có khả năng xảy ra về vấn đề đó. Khi mà xảy ra cái nhịp hồi đó thì nó sẽ có một cái giai đoạn rơi trở lại, và nó lúc đó mình nó mới tạo đáy.
Thì một số các bạn nhanh nhạy thì các bạn có thể đánh được cái nhịp hồi đó nó tương đương khoảng tầm 30-40% đấy. Còn nếu như các bạn không đánh được nhịp đó thì cũng chả vấn đề gì cả, các bạn có thể đợi một cái chu kỳ tích lũy đài để lúc đó chúng ta mua cũng không không sao cả. Còn cái vấn đề mà các bạn mua bắt đáy ở giai đoạn hiện tại là các bạn ngân sách chắc chắn là các bạn sẽ lỗ. Đấy. Tại sao là như thế thì lát nữa ở phần cả cái phần về biểu đồ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đấy. Hôm nay thì cả cái mảng bán lẻ cũng giảm tương đối mạnh, trong đó có P&G, đúng không ạ? P&G giảm tương đối là mạnh. Hôm trước thì mà các bạn có xem cả cái video của mình thì mình cũng có nói P&G nó phải về khoảng tầm 15.000. Đấy. Thì về đó hay không đó là việc của họ, nhưng mà về một cái góc độ nào đó thì cái khả năng rơi về vùng đó là tương đối cao. Đấy. Các bạn hôm trước mình cũng có nói với các bạn là thế giới di động nó phải loanh quanh khoảng tầm 30.000. Tức là nó phải giảm một nửa so với thời điểm hiện tại nữa. Đấy. Thì cái đó thì chúng ta cũng chỉ mang tính ước lượng, chúng ta đoán thôi, bởi vì hầu hết các cổ phiếu khi rơi nó sẽ rơi đổi sừng từ cái điểm xuất phát lên. Cả cổ phiếu ngân hàng thì nó sẽ rơi tương đối mạnh, giống như MB thì hôm trước mình cũng dự đoán là nó rơi về khoảng tầm 10 đến 8 đến 10 nghìn đó. Nhưng mà nhiều khả năng nó sẽ còn rơi sâu hơn. Đấy. Thì giai đoạn tới là một cái giai đoạn cực kỳ đặc biệt. Các bạn đợi 10 năm nữa các bạn mới có một cái cơ hội như thế. Tức là sao? Tức là người ta thường nói là hầu hết các cái tỷ phú thế giới họ đều diện sinh ra trong suy thoái. Rồi Warren cũng thế thôi. Ông là giàu lên từ cả đợt suy thoái. Ở thời điểm đó thì sao? Thời điểm đó thì ông có cơ hội mua được rất là nhiều các cổ phiếu với mức giá rất hấp dẫn. Và kể cả các bạn không biết gì về chứng khoán thì đợt tới mà các bạn mua cổ phiếu các bạn vứt đó thì các bạn còn lại. Tất nhiên thì các bạn một số các bạn mua sớm quá thì các bạn sẽ bị lỗ tạm thời. Còn các bạn mà mua muộn quá thì có thể mua cao một chút nhưng mà các bạn vẫn sẽ có lại. Đấy. Cái quan trọng nhất là cái chúng ta phải kiên trì để cho cái cuộc khủng hoảng này nó rõ hơn. Đấy. Thực ra thì chúng ta đang ở đầu của khủng hoảng chứ không phải là ở giai đoạn cuối của khủng hoảng nữa. Đấy. Thì các bạn phải kiên nhẫn đợi đến khi mà cái quá trình khủng hoảng nó xảy ra, nó các cái hệ lụy kinh tế nó biểu hiện ra bên ngoài, các nhà đầu tư bắt đầu lo ngại, các cái media bắt đầu đưa ra các cái thông tin xấu thì lúc đó nó mới là cuối của quá trình suy thoái, cả phải có kích thích nó mới bắt đầu ra thì nó mới là cuối của suy thoái. Thì lúc đó các bạn mới làm gì? Các bạn mới đầu tư vào. Chỉ còn ở giai đoạn đầu này các bạn mua là các bạn lỗ rồi. Nhưng các bạn ở thời điểm hiện tại mà mình cũng có nói rất là nhiều về các bạn thôi. Các bạn phải bán thật sớm. Các bạn càng cố thì các bạn sẽ càng lỗ. Đấy. Và cả cái đợt phục hồi luôn là cái cơ hội tốt nhất để các bạn bán này. Đấy, trong VN30 thì hôm nay cả cái cổ phiếu dòng dòng banh và dòng Vin là giảm tương đối mạnh. Vin thì có VRE. VRE hiện tại thì cả cái trung tâm thương mại của nó gần như là nó không hoạt động, nó đóng cửa rồi. Chỉ có cái cửa hàng Vinmart. Vinmart thì nó lại không thuộc vào VRE. Đúng không ạ? Cả chuỗi bán lẻ bên ngoài thì nó không phải là của VRE đâu. VRE nó kinh doanh cả cái mảng shophouse. Và các bạn phải biết là ở thời điểm hiện tại thì hầu hết các cái cửa hàng quán ở trong các cái trung tâm thương mại nó sẽ trả lại mặt bằng, hoặc là nếu mà VRM muốn giữ lại các cái khách hàng đó thì phải làm sao? Phải giảm chi phí cho vay, nhưng mà giảm chi phí cho vay thì về bản chất họ vẫn trả thôi, bởi vì rất rất khó để kinh doanh ở thời điểm hiện tại. Họ thà là sau này họ sẽ làm gì, họ sẽ thuê lại. Và có một cái nữa là khi mà họ thuê lại chắc là nó sẽ rẻ hơn ở thời điểm hiện tại. Thì trong cái mảng cho thuê thì nó có một cái tỷ lệ rất là quan trọng, đó là tỷ lệ lấp đầy. Tức là giả sử như chúng ta cho thuê một căn nhà thì tỷ lệ lấp đầy của nó là bao nhiêu, đúng không? Chúng ta làm một cái khách sạn này tiêu đâu, và thông thường cái tỷ lệ lấp đầy của nó rơi khoảng tầm 80% là còn lại đấy.
Còn đối với cái tỷ lệ gần lấp đầy mà nó quá thấp đi thì nó sẽ lỗ. Đấy, nên là các bạn phải lưu ý là đối với các trường hợp của VRE thì nó sẽ rất lâu nó mới phục hồi được lại. Có thể là nó sau dịch bệnh này các trung tâm thương mại mở ra, nhưng mà cái diện tỷ lệ lấp đầy của nó sẽ bị giảm xuống. Đấy, ở Thế giới di động thì đợt này nó sẽ đóng cửa một số các cửa hàng về Thế giới di động và điện máy xanh. Thì lúc trước mình cũng có nói với các bạn rồi đúng không ạ? Đối với Thế giới di động thì nó chỉ có cái mảng bách hóa xanh nó sẽ làm ăn ổn thôi. Đấy, P&G thì đợt này đóng cửa, nếu như đóng cửa thì các cửa hàng của nó tập trung ở chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì nó sẽ gần như đóng cửa gần hết. Đấy, thì đó còn là một cái mà chúng ta cần để lưu ý. Ở trong dòng dầu khí thì có ga, ga cũng là một cổ phiếu mà nó có một cái lợi thế so với cả cổ phiếu dầu khí khác, đó chính là cái tỷ lệ nợ vay của nó và cái tỷ lệ tiền mặt của nó rất là lớn, nó rất nhiều tiền mặt, nên là về một cái góc độ nào đó thì hệ số tài chính của nó sẽ khá ổn, nó có thể chủ động qua cả khủng hoảng này. Nhưng mà đối với cả cổ phiếu khác, các doanh nghiệp khác thì nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hàng không thì có Vietjet, Vietjet thì cái hệ số tài chính của nó tốt hơn so với HVN. Đấy, HVN thì nó sẽ kém hơn, bởi vì cái quan trọng nhất của doanh nghiệp nó chính là diện cái nợ ngắn hạn trên cái tài sản ngắn hạn. Hiện tại cái nợ ngắn hạn của HVN nó còn cao hơn cả tài sản ngắn hạn. Đây là một cái hệ số rất là rủi ro, bởi vì nếu mà không có khả năng thanh toán nợ thì nó rất dễ bị phá sản. Được chưa? Tất nhiên thì đối với cả ngành hàng không thì hiện tại thì sẽ còn rất lâu nó phục hồi lại, nó có thể tính bằng năm. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhu cầu, thứ nhất là những cái nhu cầu về công việc, tức là người ta di chuyển vì công việc. Và thứ hai là nhu cầu về du lịch. Cái nhu cầu về du lịch nó sẽ rất là khó khăn ở 1 2 năm tới. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đi đâu người ta không sợ. Và nó có một cái nữa là trong cái tâm lý con người ấy, nó sẽ chuyển trạng thái từ cái thói quen này sang thói quen khác. Ví dụ như các bạn khoảng 1 2 tháng các bạn không ra khỏi nhà, không đi ăn ở cửa hàng, thì các bạn sẽ có thói quen là không đi ăn cửa hàng nữa, mà các bạn sẽ ship đồ về nhà ăn hoặc là nấu ăn tại nhà, thì nó sẽ thay đổi thói quen người dùng, nên là dẫn đến một cái là diện dẫn đến một cái là cái khả năng vực dậy đối với những người ngành hàng không nó rất là khó. Đấy. Cái nhu cầu đi lại nó cũng sẽ ít hơn so với trước đây. Chúng ta sẽ nói về thị trường chung nhé. Thị trường chung hôm nay có một cái phiên rơi mạnh tạo gạo. Thì nếu mà một cái góc độ nào đó thì nếu như không có một cái thông tin xấu nào xảy ra vào tối nay, hoặc là một cái thông tin xấu gì đó của thế giới vào tối nay, thì khả năng ngày mai nó sẽ lấp được một cái phần gạo của ngày hôm nay. Được chưa? Tại sao nó lại như thế? Bởi vì cái thị trường ở thời điểm hiện tại thì nó có diện nó chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi các yếu tố về thông tin. Yếu tố thông tin nó ra thì cổ phiếu lên, yếu tố thông tin ra thì nó xuống. Và thực ra về bản chất là cái xu thế chính của nó là xu thế đi xuống, nhưng mà nó sẽ tác động bởi yếu tố thông tin. Được chưa? Nên là nó sẽ giảm, nhưng mà giảm với tốc độ bao nhiêu, với biên độ bao nhiêu thì nó tùy thuộc rất nhiều vào cái yếu tố thông tin bên ngoài. Thì sao? Thì hôm nay nó tạo ra một cái gạp và nó có một cái thanh ba ở giữa. Đấy, thì nó gọi là cả cái điểm cân bằng dưới. Đấy, thì thông thường thì nếu như các bạn nếu như mà thị trường ổn thì nó sẽ lấp lại được một phần của cái gạp này vào phiên ngày mai. Tất nhiên thì nó tùy thuộc vào cái yếu tố thông tin ạ. Nhưng mà các bạn, đó là các yếu tố về ngắn hạn, tức là chúng ta đang nói về 1 đến 2 phiên. Nhưng mà có một cái điểm gần như chắc chắn nó sẽ phá thủng ở đáy này và tạo ra một cái đáy mới. Tại sao lại như thế? Bởi vì thứ nhất là cả các phiên bùng nổ, thứ nhất và thứ hai nó không thực sự quyết liệt bởi về cả volume. Đấy. Ở ngoài ra phải dòng tiền rất yếu và phân hóa thì nó sẽ không xuất hiện bùng nổ theo đà. Mà nếu như không xuất hiện bùng nổ theo đà thì nó sẽ phá và tìm cả cái đáy mới. Và nếu như các bạn mà còn bắt đáy ở giai đoạn này thì gần như các bạn thua là cả trăm. Đấy.
nên là đối với những cái đợt phục hồi giống như thế này đó, cơ hội rất là tuyệt vời để các bạn bán ra. Ngoài ra thì hôm nay giảm với biên độ lớn khối lượng thấp là thiếu cầu nhá. Thì đó là một cái hiện tượng mà mình cũng nói với các bạn rất là nhiều lần, đó là các cái dòng tiền lớn nó sẽ không tham gia ở thời đoạn ở giai đoạn hiện tại, bởi vì nó quá rủi ro cho cái cả khoản đầu tư của họ, nên họ không dám tham gia đâu. Ngoài ra nó có một cái nữa là cái phái sinh như hiện tại nó có một cái nữa là cái basic nó hơi lớn. Basic 30 điểm này thì nó có thể là cũng có thể là nếu như cả các thông tin xấu xảy ra thì nó có thể là làm gì nó sẽ rơi và lấp cái basic đó đi cho phái sinh. Nhưng mà nếu như có trong cả các trường hợp mà thị trường phục hồi, cái basic này nó cũng sẽ rất rủi ro cho các bạn mà đánh vào phái sinh. Bởi vì sao? Bởi vì nó có thể là tăng bởi gạp rất lớn, và nó nếu như các bạn mà sọt qua đêm hoặc là có thì nó sẽ rất là rủi ro. Chẳng hạn như thế. Thì đối với các cái basic mà lớn, ví dụ như basic của ngày hôm qua nó rơi vào khoảng 30 điểm thì nó rất là dễ ngày hôm nay là rơi mạnh. Đấy. Thì đây cũng là một cái điểm mà các bạn cần phải chú ý. Còn đối với thị trường cơ sở thì khoảng tầm 4 tháng nữa là các bạn không nên đầu tư. Đấy, bởi vì nó có gì? Nó có một cái quá trình tạo đáy, có quá trình tích lũy đáy thì các bạn mới lúc đó mới tham gia. Ngoài ra thì nó cũng có thể xảy ra cả cái nhịp phục hồi với biên độ lớn ở cái giai đoạn tới, tức là lúc nào thì chúng ta không biết, nhưng mà trước khi nó tạo đáy về tạo biên ở đáy thì nó trước khi đó nó sẽ có một cái giai đoạn là phục hồi mạnh, phục hồi rất quyết liệt. Rồi sau đó nó sẽ bắt đầu làm gì? Nó bắt đầu giảm, và bắt đầu ở cái giai đoạn đó thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ giao dịch với khối lượng thấp xuống rất nhiều so với thời điểm hiện tại. Đấy. Tức là nó sẽ xảy ra sự ảm đạm đối với toàn bộ thị trường. Đấy, nhà đầu tư bắt đầu lúc đó chán nản, không muốn mua cổ phiếu nữa. Đấy, họ mặc kệ cho cổ phiếu, mặc kệ cho tài khoản, thì cái quá trình tạo đáy VSA ở đó mới tạo ra xảy ra. Thì đôi lúc mình lại nói với các bạn là nó ở giai đoạn tới khả năng nó sẽ có phục hồi, nhưng mà mình chưa biết là nó sẽ xảy ra ở vùng nào, cũng có thể là những cái vùng dưới này hoặc là có thể là vùng trên này, nó không, cái đó mình không rõ được. Đấy. Thì nó sẽ có một cái đợt phục hồi như thế, thì tùy vào lúc đó thì chúng ta sẽ xem xét. Nhưng mà sau cái nhịp phục hồi đó thì gần như cả cổ phiếu sẽ rơi trở lại. Đấy. Thì một số nếu như ở một cái góc độ nào đó thì ở thời điểm này hiện tại thì các bạn cũng nên thoát ra đã, đừng có nên đợi cái đợt phục hồi đó mới bán, được chưa? Và nếu như các bạn muốn đánh những nhịp phục hồi đó thì các bạn phải có cái yếu tố về kỹ thuật rất là tốt, tức là tư duy thị trường, cả cái điểm xác nhận rất là tốt thì các bạn mới đánh nhịp đó. Còn nếu như các bạn mà không có các kỹ năng đó thì cứ bỏ cái nhịp đó đi. Đó. Thông thường là cổ phiếu sẽ tăng là khoảng tầm 30 đến 40% ở nhịp đó nhé. Đợi cái nhịp sau, đợi nhịp sau thì nó sẽ cách tới khoảng tầm 4 đến 5 tháng nữa. Đấy, thì lúc đó chúng ta có tiền thì chúng ta mới bắt đầu đầu tư lớn được. Còn những cái nguồn lực mà em sử dụng thì cũng sẽ đánh vào các cái nhịp vào cuối năm nay, chứ không đánh nhiều vào cái nhịp phục hồi sắp tới. Hôm nay thì tăng Vin cũng rơi khá là mạnh. Vin thì ở một cái góc độ nào đó thì ở đây thì mình cũng chia sẻ thật là đối với những người khó khăn của dòng Vin thì nó sẽ rơi, còn rơi rất rất là dài này. Đấy. Thì nó có thể rơi từ khoảng tầm 30 40 nghìn một cổ phiếu đối với Vincom, chứ còn nó có thể rơi một nửa so với thời điểm hiện tại. Và Vinhome cũng thế. Tất cả đều nó đều nằm ở cái trên xu thế xuống này. Và các bạn lưu ý ở thời điểm hiện tại thì gần như là cái bất động sản nó rất là khó bán nhá. Bất động sản ở thời điểm đó, hiện tại rất là khó, bởi vì có một cái mà hôm trước mình cũng đọc một cái bài báo ở trên mạng, thì cả các chuyên gia nhận định là cái thị trường thứ cấp
thì nó sẽ dễ giảm giá hơn là thị trường sơ cấp, tức là thị trường của các nhà đầu tư ấy. Bởi vì chi phí họ đó bỏ vào và cái giá bán ra họ không thể giảm được. Thế cái này các bạn lưu ý là ở Trung Quốc thì cả các nhà đầu tư cơ sở, cả cái nhà đầu tư sơ cấp họ cũng bán giảm giá tới 25%. Đấy, thì nó chưa đến cả cái thời điểm để cả cái công ty lớn nó giảm giá thôi. Và cái thứ hai là nếu như nó không giảm giá thì cả các nhà đầu tư họ chỉ tập trung mua vào thị trường thứ cấp chứ không dài gì mà họ lại đổ tiền vào cái thị trường sơ cấp cả. Đấy, thì cái này cũng là một cái mà các bạn cần phải chú ý đối với dòng bất động sản. Bất động sản thì ở thời điểm hiện tại thì hầu hết các doanh nghiệp đều khó khăn cả. Trong đó có những người doanh nghiệp mà càng manh nhiều thì nó càng dễ chết. Tất nhiên thì nếu mà các doanh nghiệp bất động sản mà nó sống qua được cái thời kỳ suy thoái thì sau đó lại là cơ hội cho các bạn, bởi vì sao? Bởi vì các cái tài sản của nó là tài sản đất thì nó hầu như là nó sẽ tăng giá theo thời gian. Đấy, chủ yếu là ví dụ như sau suy thoái khoảng 2-3 năm thì cái bất động sản nó bắt đầu phục hồi, thì lúc đó chúng ta sẽ đầu tư vào bất động sản sau. Đấy, các bạn thấy loa corona suốt ngày đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ nói đến cái dòng ngân hàng. Dòng ngân hàng thì đợt vừa rồi của Vietcombank là phục hồi khá là tốt. Nó là hình tượng thật lấp gãy ở phía trước đấy. Thực ra thì nó có một cái, các bạn nhìn kỹ thì nó có một cái gap ở phía trước và một cái gap ở phía sau đúng không ạ? Thì hiện tại nó mới lấp được cái gap phía trước thì chưa lấp được cả phía sau. Đấy, thì nó sẽ mất, nó sẽ rơi lại vào lớp cái gạc này. Đấy, cái đợt phục hồi của nó thì nó tương tự giống như đợt phục hồi này thôi. Đấy, lên rồi nó sẽ rơi tiếp. Cả ngưỡng hỗ trợ cứng nhất của nó phải ở vùng 50, tức là nó sẽ rơi khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 20% nữa thì nó mới gặp cả vùng hỗ trợ cứng nhất của nó. BIDV cũng thấy nó đang gặp một cái vùng hỗ trợ trượt, nhưng mà nhìn chung thì nó đợt này nó sẽ rơi về khoảng tầm 20.000, tức là nó rơi khoảng tầm 30% nữa. Đấy, thì nếu như ở một cái góc độ nhìn chúng ta nhìn xa hơn thì nó có thể ở về khoảng 15.000 hoặc là 10.000 ở vùng này. Cái vấn đề là ở đây mình nói với các bạn là cái chu kỳ rơi của thị trường của chúng ta nó sẽ còn kéo dài chứ không phải là thời điểm hiện tại nữa, nên là các bạn vào quá sớm thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều rủi ro. Được chưa? Đấy, 15, 10.000. Bởi vì sao? Bởi vì mình lấy ví dụ cho các bạn cái cách nó dễ hiểu nhá. Tức là ở thời điểm hiện tại các cái yếu tố về cơ bản của doanh nghiệp nó sẽ không bằng đối với những cái năm 2015. Tức là cái cơ bản về của doanh nghiệp của thời điểm này và cái cơ bản của doanh nghiệp thời điểm 2015 là thời điểm này nó sẽ kém hơn rất là nhiều. Tại sao là như thế? Bởi vì cái tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở thời điểm hiện tại nó sẽ tăng rất là nhanh, tăng rất là mạnh. Tỷ lệ lợi nhuận nó sẽ giảm xuống bởi vì cái quá trình trích lập dự phòng rất là lớn. Nên là nếu mình giả sử như các bạn nó hiểu là nó không thể về đến đây thì các bạn sẽ lấy cái cơ bản của năm 2015 so với thời điểm hiện tại, thì chắc chắn là cái năm 2015 nó sẽ là năm có cơ bản tốt hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại. Đấy, còn về đối với về phân tích về kỹ thuật thì các bạn phải biết được rằng là lên ở đâu thì nó xuống ở đâu. Đấy, và có một cái nữa là trong cái thời kỳ suy thoái của thị trường, thời kỳ suy thoái của nền kinh tế thì thông thường cổ phiếu sẽ rơi khoảng tầm 80% giá trị, 75 đến 80%. Một số trường hợp thì nó chỉ rơi khoảng 70 thôi. Một số doanh nghiệp tốt thì nó vẫn giữ được giá, nhưng mà nó vẫn giảm khoảng tầm 50% giá trị so với cái thời kỳ trước của nó. CTG hôm nay cũng giảm một khá mạnh. CTG hôm nay thì nó chạm vào vùng 18 là hỗ trợ trượt, nhưng mà cái vùng này là thủng này. Bởi vì sao? Rơi với biên độ và khối lượng lớn như thế thì chắc chắn là rơi với biên độ và khối lượng chất sàn nhiều như thế thì như ở vùng này là chắc chắn phá này. Đấy, CTG thì nó sẽ tìm về loanh quanh khoảng 14 nhịp này, cũng có thể là về khoảng tầm 12.000. Đấy, tức là nó về khoảng tầm thời kỳ 2015 đi lên ấy.
Các bạn đừng đừng nghĩ là nó sẽ không về được đến đó, bởi vì về bản chất là cái trường hợp nó xảy ra rất là cao. Khi mà rơi về biến đổi lớn như thế thì các cái hiện tượng bản thảo nó sẽ rất là dễ xảy ra. Thì cũng rất dễ xảy ra cái sóng mà mình nói luôn với các bạn lúc nãy, nó chính là cái giai đoạn này này. Đấy. Nó sẽ có một cái nhịp hồi tương đối lớn đối với thị trường nếu như nó rơi mạnh ở giai đoạn tới, rồi sau đó nó lại tiếp tục rơi. Đấy. Và sau đó nó lại tích lũy mới tạo ra sóng mới, thì cái quá trình nó sẽ là như thế. Đấy thì các bạn kỹ năng tốt thì các bạn có thể đánh được cái nhịp này, này. Còn nếu mà không có kỹ năng tốt thì các bạn đợi đợi giai đoạn phía sau, bởi vì nhịp đó nhìn chung là tương đối khó đánh, tương đối khó nhé. MBB thì hôm nay rơi khá là mạnh. MBB hôm trước của mình gọi nó về loanh quanh đâu đây 10.000, dưới 10.000 là chắc mà. Thì các bạn sẽ phải hiểu được cái vấn đề về cái đối xứng cổ phiếu. Và các bạn khi mà các bạn càng tiếc đối với cổ phiếu này không bán ấy, thì về một cái góc độ nào đó, về thời gian dài sau này các bạn càng nắm giữ càng lộ. Được một số bạn có hỏi mình về à, để mình nói về dòng ngân hàng. Dòng ngân hàng thì trong cả cái cổ phiếu ngân hàng thì có ACB cũng là một cái cổ phiếu có tỷ lệ nợ trước khi mà xảy ra khủng hoảng này khá là thấp, tỷ lệ nợ xấu á, nó rơi vào khoảng tầm dưới 1%. Thế đó là một cái doanh nghiệp cũng khá là tốt. Nhưng mà đối với thời điểm hiện tại thì nó về dưới mình, về được vùng dưới này, này. Rất là tiếc đối với cổ phiếu này. Đấy, VIB thì đang phá đáy. VP Bank hôm nay cũng phá. Thực ra thì VP Bank hôm nay thì nó rơi với khối lượng rất là thấp là bởi vì nó chất sàn bán. Đấy, tức là nó bán tổng bán tháo ấy. Nếu mà bạn lưu ý là cái đáy này chắc chắn nó sẽ phá rồi. Phá vào ngày mai. Đấy, thì các bạn phải hiểu được cái vấn đề nó chính là gì ạ? Nó không có cổ phiếu nào tốt trong thị trường xuống cả. Techcombank đấy, rơi như một viên sỏi. Cái này nó không có đối xứng để chúng ta nhìn, nhưng mà ít nhất nó phải về khoảng tầm 7.000, 7.000 rồi. Techcombank là một cổ phiếu mà nó rất là rủi ro, bởi vì cái mảng nó cho vay nó chủ yếu là cả cái khoản cho vay lớn. Đấy, cho vay lớn thì nó dễ mất lớn. Rồi. HD Bank như nó. HD Bank hôm nay mở mở phiên tàu cá. Tàu cá rơi, nhưng cổ phiếu này nó còn rơi cả mất thời gian. Nhưng cổ phiếu này nó bị thiếu cầu các bạn ạ. Thiếu cầu vào. Chúng ta xem Vietjet nữa. Vietjet thì hôm nay còn hôi hôi tí. Nhưng mà khối lượng khá là thấp. Thực ra thì cái cổ phiếu Vietjet này là nó cổ phiếu có bó cung, nghĩa là cái việc mà chỉ thảo chỉ nó có cho cổ phiếu rơi hay không là việc của chị ấy. Tại vì cổ phiếu là cổ phiếu nằm trong tay chị mà. Đấy, nên là nhìn chung ở một góc độ nào đó thì nó sao, nó cũng sẽ rơi thôi, nhưng mà nó chậm hơn, tức là nó sẽ loanh quanh như thế này rồi rơi, loanh quanh rồi rơi, ít nhất là nó phải về được 70.000. Đấy, nhìn chung thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta gần như chúng ta không có gì để mua cả, chúng ta chỉ xem thôi. Ở thời điểm hiện tại thì một số các bạn có thể dành một ít tiền chơi phái sinh, nếu mà các bạn cảm giác mà mình không biết làm cái gì thì có thể giao dịch phái sinh cũng được. Tất nhiên ở thời điểm hiện tại thì nó không tư vấn phái sinh. Dù ra mà mình tư vấn phái sinh là đợt vừa rồi mình ăn khá là nhiều á. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường xuống như thế mình cứ ngồi sọt mình để đó ra thì cũng ăn rất là đậm, nhưng mà cũng không sao. Đấy, thì các bạn có thể tham gia cộng đồng đấy, cộng đồng ở trong này thì mình ở cả các buổi chia sẻ thì mình cũng viết bài rất là nhiều ở trên này đấy, để các bạn có thể là giao lưu ở trên này đấy, các bạn join vào thì nó sẽ lên ở đây.
Thì sắp tới mình cũng có dạy cả khóa 37, khóa 36 thì mình dạy vào thứ bảy tuần này rồi. Thì cả khóa 37 này thì mình cũng dạy vào tháng sau là 20 tháng 20 tháng 4 mình dạy. Hiện tại cũng rất là nhiều các bạn đăng ký rồi. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu học thì các bạn nên đăng ký sớm, bởi vì nếu như full lớp thì mình sẽ không nhận thêm được nữa. Đấy. Học phí thì có 4 triệu thôi. Ở đây thì mình hôm trước của mình cũng cũng có nói về khóa 36 là mình sẽ hỗ trợ cho các bạn khóa 36 là đánh cái sóng suy thoái ở giai đoạn tới. Tức là mình sẽ hỗ trợ cho các bạn đánh đánh luôn cái sóng đó. Thì các bạn có thể là gỡ lại vốn, gỡ lại học phí cho các bạn. Đấy. Còn các bạn đăng ký được, các bạn có thể đăng ký vào chuyển khoản vào số tài khoản này nhé. Đấy, thì mình sẽ nhắn tin hướng dẫn cho các bạn cách thức vào lớp, làm thế nào để học cái khóa đó. Đấy, các bạn sẽ nhận được cái tài liệu sớm để các bạn nghiên cứu trường. Đấy chưa? Đợt tới thì mình cũng sẽ làm một số các video về cổ phiếu. Đấy, rằng cả các video liên quan đến cổ phiếu, những cái mô hình thành công để cho các bạn có thể là ôn tập và các bạn nghiên cứu. Ok, chắc là chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Thank you mọi người đã theo dõi cái video này. Chúc mọi người có một cái quá trình học tập thật tốt để chuẩn bị cho sóng sắp tới.